ấy bạn nghĩ rõ đó, cả tốt là phải bảo vệ thế một cái đi xế đó mua cái nữa đó. Xe đạp hồng, xe đạp biển đây ô tô ra sửa đóng rồi thì gắn nó như này như này mố anh bỏ quả con ở đấy nhá à đây bỏ gắn cái đèn mố anh cần con đi xe đi nhưng mà bỏ vịt ra thôi thì cần đá cái như gắn ngoài này nhưng khổ rồi gắn rồi nọ khổ dạ có chấp đó sẽ hay lâu yên tử thì đừng nho cho con cái đấy vô chài ngoài hai đi. Dạ con hai anh ạ. Anh thứ hai. Dạ. Sẽ đánh đô đấy đánh đô tao cả em ố. Đô đấy đánh đô tao cả em ố. Ở đây nó hoang uy xế còn cái con cô đấy con bạn đấy còn một mấy con chó khốn đấy nó bắt được đấy con lớn cắn của con bạn đấy lớn nào của họ của mấy con cứ nuôi lên nó bắt thì không đạt đấy không bạt tinh vì nhỏ đàn ơ vì trẻ đàn đâu thậm chí ở dưới lắp cỏ mấy đó tụt con ngô cũng vậy cái con bạt nó cũng nữa vậy mạch nó đỏ chứ mấy người này nó đau mùi
ta khỏi thử mà phải mấy rồi đánh cân đánh quá đánh cân đỏ được chứ là mình nọt điên được còn chạy được không mà điên mình chụp còn chạy được rồi còn đây ủa thường anh cứ kể vậy nữa không nó cũng bỏ nó cũng bỏ nó cũng điên rồi cứ qua vậy nữa anh qua các bạn qua đỏ lại được nha qua đỏ được đánh bỏ được rồi con cõi một tí rồi đỏ rồi đừng có tí ra giống có khả năng mình chạy được bình thường nào của mình chạy được bình thường thôi các bạn anh vũ ra được cái nào anh vũ anh vũ nó cái đen nó bảo đấy rồi dạ dạ vũ nó đen nó bảo cái đó nó quạt cũng phải gầm vũ quạt gầm quạt ô đấy đấy là anh đỏ đỏ chế như ông đỏ anh vũ nó đỏ lên là được dạ. Dưới đây là đường nát rồi nó cái lên anh vũ chứ mà nếu mà hai cô này cũng cái lên mà hành giờ này có hồng mà đóng đi mới còn cứ nào mà cố đỏ là được hai bởi vì cái lên nghĩ để cho mở quạt này mờ đỡ mờ bỏng này nó cứ phải nói nó nguồn cọc để nó bỏ cho vì thế mà nó phải có nguồn thôi là đang còn nó cắn nó đậu có đâu được nó đậu đâu đậu nhưng mà nó đang chai bố ác quỷ ra được thấy cả chân này chứ còn này mà chứ mấy cái thừa đấy chứ quán là mòn đấy nó cũng quán được cũng đến quán mà cái nó chai đậu ta dùng được nó đâu thấy cả chân đỡ đậu nhưng mà chứ đậu thì ta để có coi điên nó bố dạ dạ để hôm nay ta nạp thử rồi nạp thử rồi vũ là được cái con này nữa là được cái con này nữa nhưng mà phải hẳn lên cái quạt này chứ giờ này bọc cái mốt nọt nó phải lấy một cái quạt bổ quạt đấy không được không thật đấy nhá cái này nhân khỏi khỏi cái nó ra cái quạt rồi là nó được nha nó nóng mùi nó chảy thôi cái này là phải dùng nó rồi dùng cái này còn nạp vũ lên quạt để quạt dùng dạ mấy đề bắt đầu cái gì đó mới muốn quạt quạt cho người vẫn nạp lẩu thời gian nó có quạt tiền luôn thảo tiền dạ sao tham ăn rửa thì nó được đời thì cũng lấy cũng trả tiền đấy này thử nhưng mà những vô thực chất có đổ rồi nhưng mà ít khi là những cũng có đứa con nó chạy cho cái thằng nổ ấy rồi thì sửa được nhưng mà ta đi mấy năm trong cái xe ra hầu ấy rồi như những hang đấy vô là để chạy thấy đó thì có con đấy trong đó đấy là bộ tản nhiệt của nó nhé. Do tay gặp bạn ta dừng người cho rằng viết thẻo nó đỡ chứ đáng kỵ
bỏ 4G chứ. À, 4G hả? Đấy phải 4G. Cần không có tém mà. Nổi điên nữa đó. Tay chừng dài tí đó, dừng dài chắc. Thôi 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 thôi. Đợt năm vụ đây này. Năm vụ có nữa rồi còn đợt rồi tắt như vậy thôi. Rồi đây, ta gắn cục nạp vô. Rồi, thầy cảm nhé em ạ. Tiền vô đây đi. Vô đây đi. Vô bên dưới gặp quỷ cái này. Bóng đồ đấy anh. Bóng đồ đồ nó vô cái liền ở bên trong vì hỏng nó cái liền đó rồi. Cho mình vốn anh chứ à. Cho nên người thầy của thầy mình cứ chạy được bình thường anh chứ. Rồi phải quạt đấy à? Dạ, phải quạt của đồ đó. Dạ. Hứa quạt đâu đi à? Không phải hỏng quạt. Hứa lên rồi hả? Không có lên rồi đó. Tôi được thay đổi điện đấy. Dạ. À, cũng được. Là vì vậy đó.
như thấy cả cục này rồi đã tiên rồi này cho nên thay về là có món quạt nữa là cô gái ngủ lên được nhé. Anh có quạt có lời mùa lên nhá, gọi là cái lên ngàn cỏ. Dạ. Cái này mà vừa con thái cục này cho hồ thái hai cái cục này nhưng mà trống đủ toán rồi ấy, tức là nguồn nọ vẫn có ổn chứ nữa, mọi hoạt động nếu có ổn chứ nữa. Đấy là mới vai thái. Đó con cái này, con ở đi. Lớp 6 tiếng. Dạ. Anh có mười giấy đen ấy lên nắp cực rồi đấy, gặp bóng đen rồi là gặp cái gió. Đấy nó đây đủ vài thì chắc là những mặt bắt con. Dạ. Thấy thì rất là vui, chứ mình cứ chạy được nhé, cứ chạy được bình thường. Hôm nay mới để vai vừa nhưng nó tuyệt lắm, nó hồi nó lắm, chẳng ngờ nó vai vừa nó lại dạy. Đóng quá. Tiếng nói nghe nhá. Dạ. Bán hàng à? Ở bán hàng cái gì khổ. Thứ hai là nhận đi thôi à, là mình nhặt tục xuống dưới à. Nhặt yến là 50 tế đúng không? Yến tức là lên. Dạ, dạ. Cái mát biến này đó. Dạ. 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 Không quỷ lời nào mà đang khám đi nhá. Đây đi, bao bịt đi mà, không cho bàn à, đi. Cho bàn à. Ngoan cố lên kia, chài lọc mẹ, đây đi. Đây đi, đây đi. Anh bớt vào cái khảo nhỉ, đó, 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 cục cái dừa bỏ cái đi cái hang gì nữa đó lắp mình chạy rồi chụp ảnh. Dạ. Còn lại cánh nào vậy? Kéo lên này. Dạ. Đó, giấy năm giờ hết. Đó, giấy xuống chỗ đây. Dạ, cho năm không còn đi, cho năm xuống dưỡng trên chế nhẹ không được. Khỏe hơn nhé. Năm đến
Thì bạn yến của là ok. Nhớ quen quen vai cậy là gió bồi thằng đó luôn. Nó bị vịt đây đây rồi nó chuồng nó. Nó có cái vịt đấy này. Đây đây này này. Đây đây đây. Đây. Cái này là cái cái mình hàm cái cái con mời đó bạn bạn mai đi này rồi đó bạn mai bạn mai đi cái lồ chỉnh đi chỉnh lại đấy đi bạn nào chưa con tỏi một tàu con gan rất đâu đấy rất đâu đấy đâu bố đây đây đi đây 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 chưa rồi chưa đúng không ạ rồi đó. Mày ốm à? Tôi phải làm bánh lọt phải bánh lọt đây 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 dùng hoa nhưng mà bắt cầu đánh ngọc đánh nhứ ngọc đánh nhứ để nuôi mỗi bè để khắc phạt tiền á ở đâu em ở đấy mà từ đây em con sửa tô của anh không quá nhưng mà đi đâu về à anh đi làm về giờ ở đây luôn. Không cách, không phải à?